có những thứ tình cảm nó hạnh phúc cho đến cuối cùng. Nhưng thủy chung thì sao? Cũng phải buông bỏ thôi. Vì cuộc đời này mình không nắm được cái gì mãi mãi. Cho nên cái mà chúng ta có thể thực tập được, đó là chúng ta biết chấp nhận cái gì đến và cái gì đi. Vì không có cái gì mà đến mãi mà không về. Tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng mới nhớ hoài nghìn năm.